Chào mừng các bạn đến với Tenda Studio, trong chuyên mục học tiếng Trung cấp độ HSK3. Đây là bài học ngữ pháp. Mái tóc mẹ tôi vừa đen vừa bóng. Qua cách sử dụng của cấu trúc. Yo. Yo. Về cấu trúc ví dụ thứ nhất妈妈的头发又黑又亮 mái tóc của mẹ vừa đen vừa bóng ví dụ thứ hai ta的前男友又高又帅 bạn trai cũ của cô ấy, vừa cao vừa đẹp trai. Ví dụ thứ ba. Căn nhà này vừa rộng rãi, vừa sáng sủa. Ví dụ thứ tư. Ông chủ của các bạn vừa trẻ trung, vừa giàu có. Ví dụ thứ năm. ]这里的咖啡又贵又难喝. Cà phê ở đây vừa đắt, vừa khó uống. ví dụ thứ sáu,我家小狗又可爱又听话，chú chó nhà tôi vừa đáng yêu vừa nghe lời. ví dụ thứ bảy,他小时候又矮又瘦。 cô ấy hồi nhỏ vừa thấp vừa gầy ví dụ 8 đứa con nhà hàng xóm vừa thông minh vừa đáng yêu ví dụ 9 chúng ta gọi đồ ăn bên ngoài đi, vừa nhanh vừa rẻ. Ví dụ thứ 10. Tối một ngày, lại mệt mỏi. Sau một ngày đi bộ, cô ấy vừa mệt vừa buồn ngủ. Ngoài ra, chúng ta còn có hình thức bổ sung. Ví dụ 11 Cô ấy vừa biết hát, vừa biết nhảy. Ví dụ 12 Dạo này tôi rất bận, vừa phải đi học, vừa phải làm công. Hy vọng rằng qua 12 ví dụ trên, các bạn đã nắm vững cách sử dụng. Nếu có điều gì cần giải đáp, hãy bình luận phía dưới để mình hỗ trợ nhé! hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo trên kênh panda studio